Chào tất cả nhà. Đằng trước mọi người đây là con trích Medron dựng cho một anh trai ở Quảng Trị. Con này thì khá là đẹp. Con này thì thiệt hại ở đâu đó vào 70 củ. Con này khách hàng chơi cấu hình khá cao. Bởi khách hàng này ở tỉnh nên họ không chơi cúp điện. Họ bảo là chơi cúp phanh đĩa cơ thôi, phanh đĩa dầu thôi, không chơi cúp điện cho nó an toàn. Bởi vì nhiều khi ở trong đó không có thợ giỏi, nhiều khi chẳng may trục chặt cái gì họ rất là ngại. Thì em tư vấn cho khách là lên group là Shimano Ultega 8020. Cúp này là cúp phanh đĩa dầu nhá, như này là cúp cơ chứ về cúp điện, nhưng kiểu gì cũng giáp được chứ không phải là check này, chỉ check này giáp cúp điện mà cúp cơ cũng được thoải mái luôn. Con này thì cấu hình của anh đấy cũng rất là cao, chính là cặp bánh Campalolo W2 này. Con này thì đùm ceramic thì rất là trớn rồi. Con bánh này thì nhìn rất là đẹp, cá nhân em thì rất là thích luôn đấy. Con đùm này thì tí em cho quay cho mọi người xem. Đấy, có cái lên chơi full group là UNR 8020 nhá. Đấy, bao gồm tay lắc này. Đấy, dòng group này thì vẫn là hai đĩa 11 lít nhá, và dây cuốn Shimano Pro này. Nói chung anh em chơi thì tầm này toàn lên hàng khủng thôi. Lốp sử dụng lốp Continental Gato Skin này. Đấy, đùi đĩa này, Ultega này, gạt đĩa này, UN này, gọng bình nước thì em lên cho khách cái gọng này, nó khá là bền mà giá nó hợp lý này, có hơn 200.000 nhưng rất là bền luôn, rất là ngon. Đấy, củ đề này, lip xích đều là UNR 8000 luôn đấy. Đó, và con bánh này thì là cái điểm mạnh nó ở đây chính là cặp bánh này. Cặp bánh này là ceramic thì em sẽ quay cho mọi người xem nhé. Khách hàng này cũng chơi của yên này, là yên carbon in 3D nhé. Cái này của Datsun này. Con yên này thì khá là bền và rất là ngon luôn đấy nhá. Con biên này là mẫu mới về và kiểu dáng này nó giống kiểu dáng của con yên Cello Italia ấy, ngồi khá là êm. Kiểu dáng thiết kế em khá là ưng con yên này. Các anh chị thấy sao của em thì em rất là ưng con yên này và giá nó có hơn một củ rồi. Giá thì khá là hợp lý. Mà lại là hàng chính hãng. Đây, em sẽ lên thử cho mọi người nghe nha. Phải về đĩa lít chứ không là lít to quá. Anh em thấy là nói chung đùm ceramic nó đẳng cấp luôn ở đấy rồi. Còn rất là nhiều bên bưu xe, rất là nhiều bên giáp xe, họ giáp cho mọi người cái đồ gì trên xe, bánh gì, giá tiền nó khác nhau rất là nhiều. Hà Nội bay thì làm quá nhiều rồi. Thì các cái cách giáp này, đồ đạc toàn bộ trong đây, giáp dây đều phải dây chống va đập và khung sườn đi. Anh em vào cũng mua thoải mái này, không bao giờ nghe tiếng động lạ ở trong. Nhiều bên giáp họ không ăn bớt, không cho cái đó. Anh em vào cua lại tạch, vào cua bên lại tạch, vào cua bên lại tạch. Nó là sự khác nhau nhiều. Và ngoài ra là lên số xuống số nó sẽ không mượt. Đây cách giáp của mỗi một bên nhiều. Làm chăm hay không bằng tay quen. Bọn em làm quá nhiều rồi. Nên cái việc mà giáp cúp đồ thì em khẳng định tự tin với mọi người là bọn em làm thì chất lượng cũng như lên đồ, kỹ thuật về số má thì khỏi phải nghĩ. Các anh em cái này khỏi phải lăn tăn. Có vấn đề gì chẳng may anh em ở xa mua có vấn đề gì à, Nội Bài vẫn có thể hỗ trợ cho em từ xa, hoặc là nhờ một vài cái đại lý hoặc cửa hàng đối tác của Hà Nội quanh đó, của Hà Nội Bài quanh đó để hỗ trợ cho mọi người. Đó. Thì con xe này build ra tầm thiệt hại khoảng tầm 70 nhá. Anh em đang có nhu cầu build xe tầm bao nhiêu tiền cũng được, tùy theo tài chính của anh em. Nói chung vẫn là đồ kiểu nhìn như này, em có thể build cho mọi người 60 triệu cũng build được cả. Quan trọng là do mọi người chọn cái bánh là gì, đồ là gì, rồi xăm lốp là gì, mỗi thứ nó lên một tí thì giá tiền nó khác nhau. Cũng là kiểu dáng như này, như cái con bánh rẻ tiền hơn nó có 8 triệu cũng có à. Mọi người giáp cho 8 triệu một cặp bánh có, như thường thì giáp những tầm cỡ này em không bao giờ chạy theo cái mức chạy giá rẻ vậy để ảnh hưởng đến chất lượng. Con này thì dạo lần đây các anh chị như toàn thích chơi đèn độ nhà Nội Bài, cái độ cái gì vào thì anh chị thấy hay là đều độ giống hệt luôn này. Đó. Lại đèn tiếp này. Đó. Đèn sau rồi đèn trước anh này cũng độ rồi nhưng chưa có lắp đâu. Chuyển đi cho khách nên không lắp. Thì đây là con xe đã lắp hoàn chỉnh trước khi gửi cho khách, thì là Nội Bài sẽ quay qua cho khách hàng. Đó. Anh chị có nhu cầu mua xe đi đây em nương. Cảm ơn mọi người.